Vâng, xin chào toàn thể mọi người quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở trên đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn. Đấy, hôm nay mình lên trên này là khám phá không khí thời tiết và cũng như là đóng băng tuyết ở trên đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn nha quý vị và các bạn nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì bây giờ mình đang quay khung cảnh này rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, quay review cho mọi người cùng xem. Đây là mình quay thực tế ở trên đỉnh Mẫu Sơn nha mọi người nhé. Đây là mình đang ở trên đỉnh nhỏ. Đấy. Hôm nay thời tiết nhiệt độ ở đây là âm khoảng 1 độ C nha mọi người nhé. Là mình cũng xin chúc toàn thể quý vị và mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và ấm áp. Đây, hôm nay mình đi cùng một ông anh nữa là anh Xuân Muộn TV, nhưng mà anh đang đi quay ở điểm khác rồi, nên là mình lên trên đỉnh đây lên trước là mình quay ở trên này cho mọi người xem. Đây là một cái những cái cây, đây cây này rất là đóng băng tuyết đây, rất là đồng càng đét luôn mọi người ạ. À, những cái vành lao này, bờ rào vành lao đóng băng toàn cầu luôn mọi người nhé. Đây mình quay review cho mọi người cùng xem cái cảnh ở đây. Đây mọi người, nhiều nơi ở khu vực là không thể có nhìn thấy được những cái độ băng tuyết như này đâu, nhưng mà cái này chỉ duy nhất là ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn là cái độ ẩm và nhiệt độ nó xuống thấp đến âm độ thì mới có cái trường hợp như này nhé mọi người nhé. Đấy. Ở đây rất là nhiều bà con anh chị em là đi khám phá trải nghiệm cái ngày hôm nay. Đấy, trên đỉnh lên mọi người. Thật ra bây giờ lên đỉnh không biết lên kiểu gì. Khá là lạnh, mình cũng thấy là khá là lạnh đấy. Và đường đây cũng rất là trơn này mọi người nhé. Thì mình sẽ quay video từ trên đỉnh này xuống dưới cho mọi người cùng xem cái toàn cảnh ở cái khu vực Mẫu Sơn đây. Rất là nhiều chỗ này, cây này mình thấy là bút con tim ấy. Đấy, thực chất là nó đóng băng tuyết như này mọi người nhìn là biết là nó mức độ như nào luôn không. À, vừa nãy mình xem cập nhật thời tiết thì nó âm khoảng 1 độ C này mọi người nhé, bây giờ hiện tại bây giờ luôn. À, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống bên dưới này, mình quay bên dưới cho mọi người cùng xem cái cảnh ở dưới này nhé. Wow. Rồi, hôm nay mọi người. Đây, vừa nãy mình cầm cái gậy gimbal đi, nhưng mà nó gió nó ở trên này nó rất là tạt rất là mạnh, nên là mình cầm bằng tay thôi. Nên là nó rung một tí thì nó mà rung thì mong mọi người thông cảm cho mình. Nó đẹp mê linh thế này mà mọi người ạ. Đấy, đây nó đóng rồi. Wow. Phải nói là cực kỳ là, đây các chị em đang ngẫu hứng chụp ảnh đây. Mọi người nhìn thấy cây. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, đẹp nhỉ. Cây. Đây, mấy chị em ơi. Wow. Đây là hình ảnh thực tế nha mọi người nhé. Hôm nay mình quay ở trên đỉnh Mẫu Sơn. Hôm nay là thứ ba ngày 20. Wow. Lạnh quá mọi người ơi. Chắc là có lẽ mình phải di chuyển xuống bên dưới không? Khá là lạnh đấy. Bây giờ nhiệt độ là 0 độ này, 0 độ 1 độ C. Wow. Nói chung là run lắm rồi mọi người ạ. Khá là run rồi, buốt hết tay hết người luôn rồi. Tóc mình thì bây giờ đang chỉ bạc đi rồi. Đấy.
giờ có lẽ mình phải di chuyển xuống bên dưới, bên trên này bây giờ vừa gió lạnh đóng băng càng ngày càng căng hơn. Mọi người đi check in tham quan khám phá rất là đông. Em mình sang bên này mọi người xem nhé. Wow, lạnh. Cây đẹp chưa? Lạnh thật. Sao biết đấy thay mà. Để một người nhìn nhé. Wow, lạnh chưa? Đây là một cái không khí lạnh. Anh đang đi bộ xong rồi à? Tràn về. Hả? Bạn đi bộ xong rồi à? Cái gì? Gimbal ấy. Gimbal không quay được. Xoay xoay tròn luôn. Gió mạnh quá. Ôi hô. Cái này thì cũng lâu lắm mới có một trận trận đợt này thì là trận lịch sử và căng hơn này mọi người nhé. Căng hơn mấy năm về trước. Đây mọi người bây giờ đang chụp check in đây nhưng mà ôi ôi đây lạnh quá mọi người ạ. Đấy. Thời tiết bây giờ là mù mịt và âm nhiệt độ căng hơn. Đây có lẽ mình quay sang đây đi xuống rồi mọi người ơi. Ê, các bác nào mà chưa được nhìn thấy trải nghiệm và chưa được trải nghiệm thì mọi người ghé qua đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn nhé. Ui 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 gió này. Wow. Wow. Ấy mọi người nhìn thấy cái cảnh đây thì không còn phải nói thì là không đẹp cả, nhiều mỗi tội thời tiết là nó hơi lạnh rồi. Những cây cỏ và những cái cây và mấy nhà xung quanh đây là cột sóng đây là coi như là đóng băng hết rồi nha mọi người ạ. Wow, ở đây thì nó độ ẩm nó cao nên là nó hay trơn lắm, mọi người đi cũng phải chú ý. Đây những cái cây bên này, đây mọi người nhìn thấy không? Wow, đóng băng, tay mình sắp kiểu như là sắp không trụ được nữa rồi đấy. Bây giờ mình di chuyển xuống bên dưới nha mọi người nhé. Bây giờ thời điểm này bây giờ mọi người đi tham quan khám phá băng tuyết khá là đông, rất là hớn hở. Giờ mình quay xuống mình cũng không nên mình quay lại ghi lại hình ảnh lại cho mọi người cùng xem. Wow, lạnh thế, lạnh thật sự luôn mọi người ạ. Người cục. Wow, băng giá tuyết. Bởi vì cái này từ năm bao nhiêu nhỉ, từ năm mình cũng không nhớ lắm là năm bao nhiêu nữa. Có năm nó cũng như này 15 về trước đấy, đấy. Mặc Mẫu Sơn này bây giờ mình di chuyển xuống bên dưới. Mọi người vẫn đi xe máy được xuống dưới này giỏi quá. Đây khu này. Đây mọi người lên đoạn này nhìn trên này. Đây. Hello hai em. Đây. Wow, đẹp chưa mọi người ạ? Quá là đẹp không? Ê. Nó lổ đánh đạch nên lổ như là lổ đá trong tủ lạnh luôn. Không khí bây giờ nó đang mát này. Wow.
Ui ôi. Ui. Wow. Đẹp nhỉ? Mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Mọi người check in rất là nhiều này. Đấy. May mình chụp được có các em ở đây chụp cho chụp hộ vài kiểu cho này. Đây, bây giờ bò lên trên kia thì nó thế rồi mọi người. Chỗ nào đóng bằng tuyết, chỗ này đóng bằng tuyết rất là đẹp luôn này. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống bên dưới nha mọi người nhé. Wow. Hơi rét. Wow. Rét run luôn mọi người ạ. Đây, để bên này, đấy này mọi người nhé. Wow. Đấy. Đẹp chưa mọi người? Chỉ thấy cái cảnh từ bên dưới này lên bên trên mà sương mù ảo này và đóng băng hết luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy sao? Khung cảnh là đóng băng nhá. Hiện tại bây giờ là Mẫu Sơn, Lạng Sơn là đóng băng. Quá là kinh khủng luôn. Bây giờ mình có lẽ là mình phải di chuyển xuống bên dưới mọi người ạ. Đây các cô chú và chị em đi check in cũng khá là nhiều và đông. Đấy. Đây, mọi người đi khám phá rất là đông này mọi người nhá. Wow, mình bây giờ mình phải di chuyển xuống bên dưới rồi mọi người ạ. Đây mọi người nhá, những cái cây cỏ, những cái cây đây đóng băng hết luôn nhá, trắng tinh luôn. Wow, cảnh quá là đẹp luôn, phê luôn mọi người ạ. Đây, không có một cái gì, cây cối là không đóng cả. Đấy, ôi tuyệt vời nhá mọi người nhá. Tiếp tục mình xuống di chuyển xuống bên dưới, mình quay cho mọi người bên dưới này. Bây giờ thời tiết thì sương mà mù đây, không khí rất là mát. Đây mọi người nhìn đây, xem này, quan sát đây này. Wow, những tảng đá này. Wow, tảng đá đẹp thế. Wow. Đây mọi người nhìn quan sát này. Đá đóng tuyết, đóng băng rất là đẹp. Đấy. Đây, những bậc đá bậc lên này mọi người, những cây bên trên đóng tòa nhà với đóng tuyết trắng phủ luôn. Đẹp chưa mọi người? Khung cảnh đây rất là đẹp. Mình quay lại cho mọi người để mọi người ở nhà mọi người có thể xem được những tình hình thời tiết khí hậu ở trên Mẫu Sơn Lạng Sơn nhé mọi người nhé. Nếu mọi người nào mà chưa được đi trải nghiệm mà băng tuyết ở Lạng Sơn thì mọi người có thể bớt chút thời gian về khám phá không khí lạnh ở Mẫu Sơn Lạng Sơn nhé mọi người nhé. Chỗ này cây phủ trắng hết này. Đấy, ở bên dưới này thì nó đỡ gió hơn, còn ở bên trên kia đỉnh kia là gió không thể tưởng tượng được luôn mọi người ạ. Thời tiết nó càng ngày nó càng đóng băng lạnh hơn. Đây những cây này mọi người có thể quan sát. Wow, cây đóng băng kín luôn này, rất là đẹp này.
bây giờ mình di chuyển xuống bên dưới này nó cũng đóng băng như ở bên trên ấy, nhưng mà ở bên trên ấy nó thật sự là không thể chịu được nữa luôn mọi người ạ. Không thể chịu được. Đây cột điện này, cột điện này bây giờ đóng rồi. Đấy, wow. Đây còn cái cây lại nữa này. Đây là một trong là những nơi mà khu du lịch khám phá thường xuyên là nhiệt độ thấp là hay diễn đến cái tình trạng mà âm độ C thì là hay có băng giá tuyết như thế này nha mọi người nhé. Wow. Quá là lạnh. Đấy, bây giờ muốn lên trên này mọi người phải đeo giày, đeo cái thứ là phải đảm bảo một chút, không thì là sẽ trơn. Và thứ hai nữa là quần áo cũng vậy, quần áo mọi người mặc phải đủ ấm đi, không thì lên đây lạnh lắm. Tất chân tất tay cũng vậy, không khí nó lạnh lắm. Nó không như ở nhà, mới ở chăn mọi người, nhà đắp chăn nó vẫn là bình thường thôi, nhưng mà lên trên này là cái khí hậu nó khác hoàn toàn nhé. Đây, trắng hết, trắng phủ hết cây luôn mọi người nhé. Đây, vâng, đây mình quay cho mọi người. Đâu về anh chụp em kiểu quá đấy. Đi hẳn vào cây rồi chị ạ. Vào cây kia chụp nữa đẹp. Đứng. Rất là nhiều các bác cũng như là anh chị em ở mọi miền mọi nơi là về đây check in chụp ảnh này. Đấy. Tóc sóc bạc bằng cái cây ấy bác ạ. Đấy. Mọi người lên di chuyển lên cũng khá là đông nha mọi người nhé. Thời tiết như này thì mình theo như mình nghĩ là nó phải khoảng tầm độ 1-2 ngày nữa nó vẫn đóng băng giá như này. Mọi người nhìn lên cái cây, cái nhà cũng vậy, cột điện là đóng băng. Đây mọi người du lịch. Wow. Nó lạnh đến mức độ như này mà mọi người ạ. Nó ở trên điện thoại mình báo là âm một độ C. Âm 1 độ C nhá. Hôm nay cũng như là có các phóng viên truyền hình này cũng về đây quay tình hình thời tiết ở đây rồi. Wow. Thật là vừa nãy mình đứng ở trên kia là đứng ở trên đỉnh kia là mình tóc bạc như là đóng băng, quần áo cũng vậy, quần áo đóng băng, găng tay của mình cũng gọi như là lạnh đóng băng luôn. Đây mọi người này, nhìn này. Đấy. Lạnh như này mà, kinh khủng này mà. Đây các anh em Phật thủ, anh chị em Phật thủ là thích cái không khí như này nhất này, đi khám phá. Wow, thời tiết thì cột điện là theo mình quan sát là nhìn thấy, bây giờ mọi người cũng thể nhìn thấy là lạnh đóng băng cứng luôn nhé. Đấy. Lạnh lắm mọi người ạ. Đây. Các chị em đang ở này, cái dây điện này mọi người ạ. Đóng băng lỗ tành tạch như là trong tủ lạnh luôn, cái đá kiểu như đá già quá. Băng. Đây, gió này, sương mù tạt rất là mạnh nhé. Những cây cỏ này cũng vậy này mọi người nhé. Cây cỏ này. Cây cỏ đóng đá này. Đấy, mình quay cho mọi người xem nhé. Ở đây rất là trơn nha mọi người, đeo giày cũng phải chú ý một chút. Tay run được cặp như đánh đàn thế này. Đấy, cỏ đấy mọi người. Tay mình thì bây giờ đeo găng tay là đang đóng băng. Đóng băng tuyết rồi. Tay để mọi người nhìn thấy cỏ. Cái này không phải là năm nào cũng có hiện tượng như này đâu mọi người nhé.
về toàn cảnh ở khu vực Mộ Sơn Đỉnh là đóng băng tuyết, giá lạnh. Wow. Bây giờ mình phải di chuyển xuống dưới này không mọi người? Không, ở trên này bây giờ nó lạnh lắm. Đây. Bây giờ mình các chị em thích chụp đây, lên bên trên chụp vẫn đẹp mà mọi người. Đây, đá này ơi, đóng như là xốp luôn đấy mọi người ạ. Nó đẹp như này mà. Wow. Ui, chị kia chị ngồi xuống á. Hả? Xuống đây rồi, ở trên nó lạnh lắm rồi. Lấy tóc còn đóng băng vào. Để quan sát này mọi người. Mọi người bây giờ mới lên mới nhiều này. Khám phá. Wow. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái trạm điện đây cũng vậy này, đóng băng hết luôn nha. Đây. Wow. Nhất là cái cột điện này, mọi người, trạm điện này bây giờ chắc là người ta cũng phải cắt điện rồi sao? Cái này dẫn đến chập cháy mất đấy. Wow. Ui. Trắng hết luôn mọi người, đóng băng. Đây là cũng là trong năm, không biết là mình đếm là năm thứ ba hay thứ tư gì đấy, là số lần là mình được lên Mộ Sơn mình chứng kiến những cái cảnh đóng băng giá tuyết như này không? Hầu như là mình cũng có các anh em là kết nối cập nhật cho mình và có nguồn thông tin là mình sẽ di chuyển đi khám phá. Bây giờ mây mù này, bây giờ sợ là đi xuống cũng khó này mọi người. Độ mây mù bây giờ là không nhìn thấy gì luôn. Hơn vừa nãy rồi. Vừa nãy thì nó chưa đến mức như thế này đâu, nhưng bây giờ là mình thấy là nó nhiều sương mù dày đặc hơn. Đấy, phủ kín toàn diện này làm sao không dẫn đến tình trạng mà không đông được. Wow. Ôi, gió lắm mọi người ạ. Gió muốn du người đi luôn. Đây, mọi người phải quan sát là những cái cây dứa này theo rìa này. Đấy. Theo bờ rìa rất là wow, trắng tuyết luôn. Đấy. Quan sát này. Trắng phủ hết luôn nhá. Đây nữa này mọi người nhé, cây giữa này. Đấy. Wow, cái quả núi tròn này. Wow, gió lắm mọi người nhé. Đây mọi người là quan sát này, trắng phủ tuyết hết cây cối luôn. Đấy. À. Đóng đá hết rồi. Đấy. Mọi người thấy nghe thấy tiếng cái tiếng lộ tành 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 đi không? Như là đá ấy, đá già lộ tành tành đấy. Đấy, mọi người thấy quan sát này. Phải nói là cái cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Mọi người lên đây check in này, chịu khó rét một tí nhưng mà mặc ấm mà. Mọi người mặc ấm đi nhé, không thì ở trên này nó lạnh lắm. Hiện tại bây giờ mình ở đây là quan sát điện thoại của mình báo là âm 1 độ nhé mọi người nhé.
bây giờ mình di chuyển xuống bên dưới này chắc là có lẽ là mình phải quay bên dưới cảnh dưới này hầm rượu này cho mọi người xem một chút, xong thì mình cũng phải kết thúc video mọi người ạ. Wow, những cái cỏ này, dây điện này. Đây, quý vị các bạn có thể quan sát là nhìn thấy nó đóng như thế này. Wow, phủ trắng luôn mọi người nha. Ôi, ở đây trơn đấy. Trơn đấy cả nhà ơi. Trơn đấy. Wow. Ôi, ở đây nó đóng nhanh thế nhỉ. Đã đóng băng nhanh thế này không mọi người ạ? Đây, theo dưới đường này. Theo đường lên này. Đóng băng lên. Đẹp chưa? Đẹp thế. Đây cái cỏ này mọi người có thể nhìn thấy này. Wow. Đây, cỏ này. Đây cỏ này mọi người có thể nhìn thấy cỏ đóng luôn nhá. Trắng bốc luôn. Đấy. Bên dưới đường này cũng vậy này. Coi. Wow. Ui. Đấy. Coi phủ trắng hết luôn mọi người. Bây giờ là sương mù ảo hết rồi. Bây giờ đi xuống cũng khó này. Nghe chừng là di chuyển xuống cũng khó này. Bây giờ nhiều sương mù. Rét không thể tưởng tượng được mọi người. Bây giờ mù ảo hết rồi. Wow. Cột điện này. Ý, cột điện này, dây điện này mọi người nhé. Đấy, các bác nhìn thấy nó đóng như này mà. Đây hôm nay mình review lại toàn cảnh như này ở khu vực đỉnh Mộ Sơn Lạng Sơn nhé mọi người nhá. À có cây này gập xuống rồi này. Mấy cây này gập xuống hết rồi này. Thôi xuống rồi không ở trên này lạnh lắm mọi người ạ. Nên thấy được cái cảnh như này là cũng là quá là tuyệt vời rồi. Âm nhiệt độ rồi, ok nhá mọi người nhá. Mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc cái video hôm nay. Mình quay thông tin hình ảnh băng giá tuyết ở trên đỉnh Mộ Sơn Lạng Sơn nhá mọi người nhá. Mọi người xem video thấy hay cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình có động lực thêm mọi người nhá. Còn bây giờ mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Wow, rét quá mọi người ạ.